xưa, mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyên thề rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa, dìu nhau đi qua nhân gian lắm bề giờ. Đã quên sao lời hứa ngày xưa, một lần yêu mang đến đau suốt cuộc đời. Ngày xưa mình có nhau nay chỉ là niềm đau, người ra đi thương đau vây kín đời anh thêm một lần đau. Ngày xưa người đến chi, người hứa chi, rồi nay em ra đi chẳng nói chi. Lời yêu em trao tôi hôm nào nay tan vào hư vô. Tình em là thế sao, chỉ thế sao? Lời yêu em trao tôi chỉ thế sao? Ngày xưa khi bên tôi ai đã nói chúng ta không chia lìa. Ngày qua ta bên nhau vượt qua bao thương đau, vì đâu hôm nay tình phai dấu? Vì yêu em nên anh phải nén đau, để ngày sau đôi ta lại bên nhau. Nhau không em, lời hứa ngày xưa, mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyên thề rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa, dìu nhau đi qua nhân gian lắm bề giờ. Đã quên sao lời hứa ngày xưa, một lần yêu mang đến đau suốt cuộc đời. Ngày xưa mình có nhau nay chỉ là niềm đau, người ra đi thương đau vây kín đời anh thêm một lần đau. Trao tôi chỉ thế sao? Ngày phải bên tôi ai đã nói chúng ta không chia lìa. Ngày qua ta bên nhau vượt qua bao thương đau, vì đâu hôm nay tình phai dấu? Vì yêu em nên anh phải nén đau, để ngày sau đôi ta lại bên nhau. Nhau không em, lời hứa ngày xưa, mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyên thề rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa, dìu nhau đi qua nhân gian lắm bề giờ. Đã quên sao lời hứa ngày xưa, một lần yêu mang đến đau suốt cuộc đời. Ngày xưa mình có nhau nay chỉ là niềm đau, người ra đi thương đau vây kín đời anh thêm một lần đau. Nhau không lời hứa ngày xưa, mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyên thề rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa, dìu nhau đi qua nhân gian lắm bề giờ. Quên sao lời hứa ngày xưa, một lần yêu mang đến đau suốt cuộc đời. Ngày xưa mình có nhau nay chỉ là niềm đau, người ra đi thương đau vây kín đời anh thêm một lần đau. Bác bạn này có biết Trang không? Sao lại? Thật ra tôi được cô ấy thuê để làm mẹ của cô ấy. Thật tình đó, tôi không có biết gì hết. Tôi xin lỗi cậu. Cho cô như viện rồi chứ? Anh nghĩ em có điên hay không mà giữ nó lại chứ?
Nó cũng đâu phải là con của em hay Ti Ti đâu. Vở kịch đã bị hạ màn rồi. Mặc dù phi vụ này không được thành công cho lắm, nhưng mà em vẫn trả anh 20% như đã hứa. Và anh không được ôm Bảo Loan nữa nghe chưa? Bởi vì Bảo Loan là của em mà. Thì ra là như vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Ti Ti biết mình bị lừa trong câu chuyện này? Tình bạn của ba người trong nhóm nhạc HKT rồi đây sẽ như thế nào? Họ lại tiếp tục thay đổi mục tiêu của sự nghiệp hay sẽ là ba ngã đường khác nhau? Mời các bạn đón xem Vol 6 Vượt Qua Sóng Gió.